Ê, chào các bạn. Này, mình xuống đây con. Con chim vậy là ai cũng khoái đúng không? Chim mà chơi được cứ đậu tay mình chơi vậy là ai cũng thích đúng không? Đó, người chim nuôi vậy là ta mới thích. Hello cả nhà. Cho nó ăn hạt kê, thêm hạt kê. Ơ, con ở mặt hồ lù. Con này là rất là dạng người Pháp. Pháp kem ha. Dạng lắm. Đây. Cặp này Thái nha, cặp này Thái, bông Thái. Nhát, Thái hơi nhát. Thái nhát hơn con Pháp. Này Thái luôn rồi, Thái này 5 tháng rồi, Thái này 5 tháng, Thái này cũng 5 tháng, cặp này Thái 1 tháng. Này Pháp, này Pháp luôn ha. Cặp này Thái hả? Trên này, cặp Pháp.